Chợ Cốc Lếu mang trong mình nét đẹp văn hóa lâu đời. Nơi đây bán các mặt hàng phong phú, đa dạng mẫu mã với giá cả vô cùng phải chăng. Cùng du lịch khám phá điểm qua những nét đặc sắc nhất của chợ Cốc Lếu Lào Cai thông qua video sau. Không, cổng chính cho mình đi các gian này, dụ điện tử nè. Tên gọi Cốc Lếu bắt nguồn từ tiếng dân tộc Giấy, từ cốc réo có nghĩa là gốc gạo. Do vùng này vốn là thung lũng xưa có rất nhiều cây gạo. Về sau, người Kinh phát âm thành Cốc Lếu, dần trở thành địa danh như ngày nay. Chợ Cốc Lếu được xem là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh Lào Cai. Chợ có tổng diện tích xây dựng gần 8.000 m², 600 kiosk lớn nhỏ, 700 hộ kinh doanh với 25 ngành hàng từ hàng phổ thông, cao cấp đến các mặt hàng xa xỉ. Vì chợ Cốc Lếu nhập hàng hóa trực tiếp tại cửa khẩu, nên hàng hóa ở đây cực kỳ phong phú, nhiều mẫu mã, giá cả lại rất phải chăng. Tại đây, du khách và người buôn bán có thể thấy và mua được rất nhiều hàng hóa đa dạng về chủng loại như thủ công mỹ nghệ, hàng gia dụng, điện tử cho đến hàng thực phẩm, mỹ phẩm, thảo dược và các loại rau củ, quả. Là khu chợ lớn nhất của tỉnh Lào Cai nói riêng và Tây Bắc nói chung, chợ Cốc Lếu có sức hấp dẫn rất lớn đối với mọi du khách. Điểm đặc trưng của chợ chính là sở hữu nhiều mặt hàng đa dạng, du khách đến đây có thể thỏa sức ăn uống và mua sắm với giá cả phải chăng. Vì giáp danh biên giới với Trung Quốc nên chợ Cốc Lếu có lợi thế rất lớn khi buôn bán các mặt hàng nội địa, đặc biệt là đồ điện tử, gia dụng. Tàu ô tô là cái gì? Nếu ở nơi khác bạn phải mua với giá cao thì khi đến chợ du khách sẽ được mua hàng với giá cả hợp lý hơn mà chất lượng vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, khi mới hỏi giá người bán thường nói thách lên gấp 2 đến 3 lần, bạn phải trả giá xuống thấp chứ không được chốt mua ngay. Mua hàng ở chợ Cốc Lếu là lúc thử thách kỹ năng mua sắm của bạn. Tâm đơn. Cứ mạnh dạn trả giá chứ đừng ngại hay lo người bán sẽ khó chịu nhé. Này, có mỗi tầng này thôi à? Hết rồi à? Là nơi chuyên bán các món đặc sản theo mùa. Muốn tìm kiếm và thưởng thức đặc sản theo mùa ở Lào Cai thì không có ở đâu dễ tìm như chợ Cốc Lếu. Gần như muốn tìm bất cứ thứ gì thì ra chợ cũng đều có. Mùa nào thức nấy, du khách cứ đi dọc theo chợ là sẽ thấy các cô bán hàng bày bán đủ loại mặt hàng đồ ăn, thức uống đa dạng. Mặt hàng được du khách tìm mua nhiều nhất có lẽ là rau củ quả theo mùa như cải mèo, củ cải đỏ, hạt dẻ, táo mèo, mận, đào, lê, thịt trâu sấy, lạp xưởng. Muốn mua quà về tặng cho bạn bè, người thân thì đến chợ Cốc Lếu chắc chắn sẽ tìm được. Nếu yêu thích chụp ảnh theo phong cách Hồng Kông những năm 1990 thì chợ Cốc Lếu chính xác là nơi dành cho bạn. Vì chợ được thiết kế của chợ giống như một khu phố tàu thời xưa. Khi đi chụp, mặc trang phục càng đơn giản, màu trơn thì hình lên sẽ càng đẹp. Ở chợ có nhiều hàng hóa, đông người nên nếu mặc đồ quá cầu kỳ thì sẽ bị chìm, kém nổi bật đấy.
Những lưu ý khi mua hàng tại chợ Cốc Lếu. Để đảm bảo quá trình mua hàng suôn sẻ nhất, bạn phải nắm bắt một số thông tin cơ bản sau đây. Tham khảo giá cả trước khi mua, bởi vì hàng hóa ở chợ Cốc Lếu rất đa dạng nên bạn cần tìm hiểu giá trước khi mua, tránh việc bị hớ khi mua hàng. Nếu biết cách trả giá thì bạn sẽ mua được món đồ có giá trị với mức giá vừa phải nhất. Tìm hiểu giờ hoạt động của chợ Cốc Lếu, mỗi khu chợ đều có giờ giấc hoạt động khác nhau, do vậy bạn cần tìm hiểu nội quy hoạt động của khu chợ để có thể mua sắm dễ dàng nhất. Chuẩn bị tiền mặt khi đi chợ. Trong chợ Cốc Lếu không có dịch vụ quẹt thẻ mà chỉ có chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn nên chuẩn bị sẵn tiền mặt để dễ thanh toán. Không nên đi một mình, nếu có thể, hãy đi chợ cùng với người bản địa hoặc đi cùng nhóm đông người, không nên đi một mình. Chợ Cốc Lếu là một địa điểm không thể thiếu trong lịch trình du lịch Lào Cai. Hy vọng qua những chia sẻ trong video trên, du khách sẽ có được một chuyến đi thật vui vẻ và ý nghĩa khi tới thành phố Lào Cai.